Theo Bộ Y tế, Việt Nam có tới 10 triệu người nhiễm viêm gan B, 1 triệu người nhiễm viêm gan C và số người nhiễm viêm gan vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Căn bệnh viêm gan đã và đang để lại gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế và xã hội nói chung. Hướng tới lời kêu gọi đầu tư để loại trừ viêm gan do Tổ chức Y tế Thế giới phát động vào năm 2019, Hội Gan Mật Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, Sở Y tế Hưng Yên tiến hành lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống viêm gan. Phối hợp tổ chức với Tổ chức Y tế Thế giới. Tham gia buổi lễ meeting sáng nay có sự tham dự của Tiến sĩ Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Khi-dong Park, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, cùng với sự có mặt của nhiều đại biểu các bệnh viện, cơ quan y tế tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, đặc biệt là sự góp mặt của hơn 500 đại biểu đến từ các cấp lãnh đạo, cán bộ viên chức và cộng đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đầu tư để loại trừ viêm gan là thông điệp của Ngày Viêm gan Thế giới năm nay. Thông điệp này nhằm kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan ban ngành, đoàn thể, cộng đồng nhân dân đầu tư nguồn lực, nâng cao kiến thức và hỗ trợ chi phí điều trị cho người bệnh gan và cùng hướng đến mục tiêu loại trừ viêm gan virus vào năm 2030. Cứ một phút trôi qua là có 2 người tử vong do viêm gan virus và các biến chứng của nó. Vì vậy người ta gọi nó như là một sát thủ thầm lặng. Chính vì vậy thường là bệnh nhân đến viện muộn, thường phát hiện muộn và điều trị muộn. Nên chính vậy đến khi các bệnh viện thì thường là đã có những biến chứng và nó gây ra rất tốn kém về mặt điều trị, đồng thời cái hiệu quả điều trị cũng thấp. Vì vậy, chủ đề thông điệp của năm nay là phải đầu tư để mà loại trừ viêm gan virus và làm sao phải phát hiện, xét nghiệm sớm để dự phòng, sau đó điều trị và chăm sóc về sau thì được tốt hơn, nhằm góp phần để nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cũng tại lễ phát động, Hội Gan Mật Việt Nam đã trao giải cho những cá nhân xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu về bệnh viêm gan virus và xơ gan. Cuộc thi được Hội Gan Mật Việt Nam và nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên cả nước. Tổng trị giá giải thưởng của cuộc thi lên đến 100 triệu đồng. Qua cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống bệnh viêm gan virus và xơ gan. Đặc biệt tại buổi lễ meeting đã diễn ra hoạt động đi bộ gây quỹ viết tiếp ước mơ cho người bệnh gan. Theo đó, với mỗi người tham dự, nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh sẽ đóng góp 20.000 đồng vào quỹ hỗ trợ cho các bệnh nhân viêm gan virus, xơ gan có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Đây được xem là những hoạt động mở đầu cho chuỗi hành động kêu gọi đầu tư để loại trừ viêm gan virus, xơ gan tại nước ta.